xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có dịp đi ngang nhà ông anh mình, cũng gần nhà mình, gần chợ Hưng Long nè. Thì ảnh có mấy cây mai cũng đẹp quá, mình với mấy cây kiểng đẹp mà quay lại chia sẻ cho các bạn xem chơi cho vui nha. Đây, các bạn muốn kiếm cái địa chỉ nhà ảnh để mua chia cây hay mua cây kiểng gì, ảnh có cái tấm bảng này các bạn. Nhà ảnh có cầm đồ mà đều ảnh có trồng cây kiểng, ham kiểng. Đó, các bạn xem cây của ảnh làm đẹp không. Các bạn nhìn xem ảnh có cái cây mai này khủng lồ không. Cây này nó lớn lắm nha các bạn, mà bông nó đẹp, mình có thấy bông mấy năm rồi. Góc này nó cũng nha. Các bạn coi chi cảnh nó nè, em đi sát cho các bạn xem ha. Góc này chắc nó tầm 60-62 các bạn ơi. Nhưng mà này ảnh xây cái bồn để lên nó nuôi luôn. Đó, các bạn xem mình quay chi của nó nè. Tàn ảnh mới cắt thúc vô đó cho nó ra từng ngon lại các bạn. Đây thấy có mấy cây nhà mấy anh em chơi lạ độc, mình quay lại chia sẻ cho anh em chơi và xem chơi đó, rồi anh em ủng hộ mình để mình có động lực mình làm thêm cho các bạn xem chơi cho nó vui. Đó, các bạn thấy đi quay nó quá chừng. Đây hả? Cây nhánh của nó là hơn búng tay mình nha các bạn, lớn lắm nha. Ở đây các bạn xem có cây mai này cũng xả tàn mai chắc cỡ 1 tháng à. Và nhìn nó cũng tầm nó chắc cỡ 40-50 nhưng mà nó đẹp các bạn, nó có cái dạng cụm. Cụm nó lớn lắm nha. Củi nó có đế. Này nó xả chắc là nó muốn ghép mà. Cây nó lên nó đẻ ra nó cũng xong xong, nó có nó lớn lắm nha, nó có dạng cụ. Các bạn xem cụ nó quá trời. Lúc này chắc cỡ 70 rồi các bạn ơi, 70 nó lên 2 thân cũng xung xê bạn. Thì mình quay chia sẻ cho các bạn chơi, rồi anh em nào có thích rồi có dịp đi ngang ghé ảnh chơi, rồi thích cái cây nào có gì ảnh có giao lưu thì hỏi chia ảnh về có cây mai chơi. Chứ mình thì không có cái này của người ta, mình quay chơi thôi chứ mình không biết giá, chứ không có mua bán. Nhiều khi bạn mấy bạn kêu báo giá bắt đầu mình đâu có biết, chỉ là mình quay lại cho các bạn xem, mình đi gặp gì mình quay cái đó thôi. Đây có cây mai diên này nó cũng lớn quá các bạn ơi. Cây này hôm Tết mình cũng thấy bông nó đẹp nè. Mà cây này thì nó tầm cỡ 55 hoành thôi, nó cũng có đế nè, nhưng cái dáng của nó lạ lắm mà. Đó. Các bạn xem cái dáng của nó nè. Cầm lên ha. Cây này nó thành hình này chắc ba anh về anh chơi có dàn kiên cố rồi, nó thành hình các bạn ơi. Lâu năm. Ok, qua đây anh cũng có cây tứ quý ghép cao tầm 1,5 m nè. Này tứ quý này ghép đại lộc nha các bạn. À, có tứ quý ghép đó. Nếu mình quay tổng thể cái mai này coi nó tàn nó thông này đẹp mà các bạn. Dán lên đó, đó. Dán nó cọc. Còn đây mình đưa các bạn ở đây cũng có cây tứ quý này chắc cỡ 40-42 hoành vậy đó, cũng anh cũng ghép đại lộc nè. Có cũ quá đâu. Đây các bạn xem có cái mai này nó lạ lắm nha, nó là nó như cây dù mình ngồi uống trà đó.
nó lên nó có 3 thanh ôm chặt, nhưng mà nó cao lắm, nó cao mình ngồi dưới đây mình mát rồi à. Coi thằng gốc nó lớn khoảng 70 cái mấy hoành, các bạn không có đế gì lắm, nhưng mà nó như cây dù đó ơi à. Chút thì mình đi xe ra cho tổng thể các bạn xem cái cây dù nha. Này cái gốc nó nè, để cái tay vô nè, cũng lớn lắm nha, nó có đế. Mình đi xa cho các bạn xem cái tán của nó. Cái này mình ngồi ở dưới mình chơi nó mát lắm. Đầu qua đây thì ảnh cũng có tứ quý, ảnh ghép cũng lượt mạnh dưới nè, cũng hôm Tết nè. Các bạn thấy anh nuôi cũng sung quá ha. Cây này thì nó cao khoảng 1,5 m, 1,7 m gì đó, nhưng mà nó gốc cỡ 40-42 hoành này nữa các bạn. Chắc cây này đế nó hơi không có nhiều lông, rồi dáng nó dáng thẳng đứng rồi, nhưng nó sung dữ lắm các bạn, nó sung chê đó. Còn lá xanh biết vượt không, anh nuôi cũng đạt lắm á các bạn ơi, tại vì đây anh làm ít chậu chơi, anh làm hiệu quả lắm, còn mình làm nhiều rồi thấy anh nuôi về kỹ thuật hiệu quả rồi đó. Ở đây anh cũng có bonsai kim quýt cũng lớn nhiều lắm các bạn. Đó. Đó. Các bạn xem đi, kim quýt quá chừng nè, bonsai nè. Đó này không kim quýt nè, mình có củ bồ đề lắm mà. Qua đây anh có cây mè này, mè này cũng lạ các bạn, mè trên chậu chắc là anh đang nuôi. Đây à, anh có cây mai này, cây mai vàng, cây mai vin nè, nó làm như là nó hai cây nó dính lẹo mà lớn lắm các bạn, một cái thân của nó, cái thân nó chắc cỡ 50 rồi mà hai thân vậy đó. Đó, nó có đế có đồ, các bạn thấy đều hết nha. Đây cũng dung quýt nên là hôm nay đặc biệt mình quay cho các bạn xem cái cây dung quýt này. Hôm nay mình cũng hơi cảm mà có nói hơi khó nghe, các bạn nghe xem mà cũng thông cảm cho mình nha. Đó, ở đây có cây quýt này nó lớn lắm nha các bạn, nó cao khoảng 2,5 m rồi đó, nhưng mà cái tàn của nó các bạn xem là sửa thành này nè nha, là nó cái đường kính bề ngang nó chắc cỡ 1m mấy 2m à, mà qua chi uống thành nha các bạn. Đó, các bạn xem lớn lắm nha, để mình đưa cận cảnh vô góc cho các bạn xem. Cây này nó lên khúc rồi, nó có hai thân, nhưng mà một cái thân của nó các bạn xem, cái nói chung cái hoành thân của nó chắc cỡ 40-42 hoành, 43 hoành vậy các bạn, mà nó lớn lắm. Đó, nó lớn cái tàn vậy, nó lớn khổng lồ mà. Rồi, qua đây các bạn xem, ảnh có cái me bay này cũng đẹp mà nha, nhưng mà thành hình mà hôm nay anh không cắt tỉa hay gì. Me bay này hình như là có bộ đế cũng đẹp mà. Xem cái dáng của nó nè, nó gãy lên gãy xuống đó. Đây có bộ đế nè. Còn qua đây cũng có cây me bonsai nữa nè. Mình đưa các bạn xem. Hôm nay anh có túi quý nguyên liệu nè, anh chưa ghép này, mấy gốc này chắc tầm cũng 40-50 rồi các bạn ơi, nhưng mà cái dáng này nó làm như nó siêu, nó nằm vậy nè. Thì khi anh em mà thích dáng siêu dáng nằm thì đây anh có nè, cái này giờ về ghép liền được, anh trồng gần cả năm rồi, nhưng mà hình như anh không có ghép, anh để nè, nó quay chi quá trời. Đó, qua đây anh có cây tiểu quý này
mình cũng thấy nhiều lần cũng ham nó lắm nè, cây quý này nó đẹp, nó có dáng lạ lắm. Các bạn xem nè. Có cái dáng lạ lắm rồi các bạn, là lắc cái thân. Đi vòng ngàn đế cho các bạn xem nè. Đó, đế khủng hoảng không? Đều hết bốn mặt nha các bạn. Nó chảy nha. Qua đây. Ở đây mình đây cũng có thú quý này, cũng quay quẹo nặng rồi. Thú quý này tầm cũng 40 hoành, bốn mấy hoành các bạn. Nào quay quằn quện dữ không? Này dài lắm mà, này giờ vừa vừa gấp nữa các bạn, những cái tượng phải lên bằng ngón tay út rồi. Này giờ về mình đem vô là nó vừa nó sung lắm nè. Đó. Ở đây nha, có cây này cũng bốn mấy hoành nè các bạn, nhưng mà nó cũng đẹp chứ hoài nó quá chừng mà nó lên cỡ tầm mét hai rồi nha. Đây cũng có thú quý nè, nhưng mà cái này ba mấy bốn mươi quạnh nè, nó cũng đều chi đều tàn nữa. Này giờ về ghép là vừa lắm, nó có đa số lần này có đế nha các bạn. Này ảnh là đa số cây nào cũng có đế hết. Trong đó cũng thú quý đó. Rồi bên đây nè cũng thú quý nè, có chi đều lắm rồi các bạn, gió hòa không á. Cho coi đế coi đâu mà đó. Bên đây cũng cây nè, hôm nay là đi sát các bạn xem là mấy cái chi này nay cũng 5-7 tháng vậy nè, lại giờ mình về vừa ghép lắm mà. Rồi hôm nay mình cũng có dịp đến nhà anh bạn mình, anh Bảo Trâm nha, cũng gần chợ Ân Long nè. Mình quay lại mấy cái cây của ảnh làm thấy cũng đẹp, cũng hiệu quả. Mình chia sẻ lại cho các bạn xem, các bạn xem nhé, cho nó vui và nhớ ủng hộ cái kênh mình, bấm cái chuông và đăng ký để nhận được cái thông báo hàng ngày mình làm đây cho các bạn xem, cho vui nha. Chào tạm biệt các bạn nha.